Thư giãn nghệ thuật kính chào toàn thể các bạn. Thư giãn nghệ thuật kể chuyện vui mang tên Trong nhà ngoài làng. Câu chuyện bắt đầu kể: sáng hôm nay trời trong xanh, ông mặt trời trên cao tỏa sáng chói rọi xuống khuôn mặt của ông Tư, làm cho đôi mắt ông nheo nheo, chớp chớp, mặt mày bê bết lấm lem đầy bùn đất. Ông vừa lội xuống ao lên, tay cầm con cá chê thật là to, đang vùng vẫy đành đạch vào cái tay xương xẩu. Cái chân của ông ướt sũng bùn xình lê thê về gần đến nhà, miệng ông há hốc vừa thở vừa la liên hồi. Con hai đâu rồi? Bỗng có tiếng giọng dạc. Dạ có con. Ông Tư: Ủa thằng ba tiếng hỏi chị hai chứ không hỏi mày đâu. Dạ chị Tám. Thằng ba trả lời rồi ngáp ngáp liên hồi. Chị hai chứ không phải chị Tám. Chị mày đâu? Cái thằng này. Dạ chị. Tay nó gãi cái đầu. Ông Tư tức giận quát: Ở đâu? Thằng ba hốt hoảng: Dạ con mới ngủ dậy không biết chị ở đâu nữa. Nó ngơ ngác. Ông Tư trả lời: Cái thằng ngơ ngác làm sao? Tao mệt lắm rồi. Nói rồi ông Tư cầm con cá vùng vẫy trong tay. Từ trên thân đến xuống chân của ông Tư toàn là bùn thôi. Ông Tư cực khổ lắm mới bắt được con cá. Chờ ông Tư khựng lại, tay ông đưa con cá hướng về thằng ba. Lúc này nó còn ngáp ngáp, giống như ngủ chưa đủ giấc. Thằng ba, coi mang con cá để xuống nhà sau. Tí ra giếng tắm đây, ngứa ngáy quá. Lát chị hai con có về thì bảo cho tí hay. Nói về thằng ba thì cái làng này ai không biết nó. Cái làng họ đặc biệt danh thằng ba là ba lơ đảng. Suốt ngày nó chỉ ham ngủ, khi thức thì chạy nhom nhom đi chơi, miệng mồm cũng ăn nói rất lưu loát, thích giúp đỡ mọi người, chỉ có một cái tội hay lơ đảng, nói trước rồi quên sau. Thành thử mà tí của nó vừa dặn nó xong thì nó lại gãi gãi cái đầu cố nhớ từng chữ. Tí vừa dặn mình cái gì nhỉ? À nhớ rồi. Tí bảo là tí ra giếng tắm, lát chị hai về thì bảo với tí. Vậy là thằng ba chỉ nhớ có đoạn sau tí của nó nói. Nó nhìn con cá trong tay cứ nhảy đành đạch liên hồi. Tay nó nắm chặt hừ con cá, sợ nó tụt mất đầu óc nó thì mong mang suy nghĩ. Nó chợt nhớ ra rồi nói lớn: À đúng rồi. Con cá còn sống. Tí bảo đem ra nhà sau thả xong. Thế là nó hớn hở chạy thật nhanh đến men sông nhỏ ven sau nhà. Tay nó cầm con cá mỉm cười, vừa thả xuống sông vừa trịnh trọng: Tí của ta giao nhiệm vụ thả mày xuống. Tại đây đó. Dòng sông nhỏ đang chảy nhẹ nhẹ, con cá vừa được thằng ba thả chạm vào nước, tay nó mở ra, con cá vùng mạnh và bơi mất hút. Nó nhìn theo gợn nước lăn tăn, trong lòng vui không thể tả. Lúc này nó không buồn ngủ mà rất tỉnh táo, đôi mắt sáng long lanh, khuôn mặt tươi vui hớn hở, chân lon ton chạy về. Ông Tư vừa tắm xong đang quấn khăn quanh đầu, nét mặt ông sáng hẳn, quần áo bà ba tươm tất sạch sẽ, trông ông khác hơn lúc đầu. Ông Tư tươi vui khi thấy thằng ba bảo nhẹ: Ba, chị của con về chưa? Thằng ba chưa kịp trả lời, chị hai của nó ngoài ngõ bước vào. Dạ, tí gọi con. Hai, tí có con cá sau nhà mới bắt được sáng nay. Xem nấu cái gì cho buổi trưa nha con.
Con hai trả lời dạ. Yeah. Giọng của nó giòn tan, bước vào bếp nhanh nhẹn. Thằng ba không quan tâm ai nói gì mà cứ mãi chơi trò gì của nó. Chị hai ra sau nhà ngó hết các góc này đến góc khác, tay mở trong mấy cái giỏ cũng không thấy con cá nào. Miệng chị hai làu bầu, ủa có một con cá mà ký dấu kỹ vậy kìa. Thằng ba chạy vào bếp thấy chị lui cui tìm kiếm thì bảo, ủa chị đang tìm gì vậy? Con cá của tí. Chị hai trả lời, em biết. Thằng ba dõng dạc nói, rồi nó dắt chị hai ra sau nhà có con sông nhỏ, tay nó chỉ ngay men sông bảo, nó ở dưới sông đó chị. Là sao chị không hiểu. Chị hai khó hiểu trả lời, dạ là thế này, em thả con cá xuống sông rồi. Tí bảo em đó chị. Cái gì? Chị hai hốt hoảng lặp lại, Em thả con cá xuống sông. Trời ơi, có phải là em tôi không vậy? Con cá là buổi ăn trưa của ba cha con mình đó. Thôi chết rồi. Đi về nhanh, cái thằng khờ. Về nhà mà nói với tí, chị không biết à nghe. Em phải chịu trách nhiệm trong chuyện này đó. Thằng ba ngơ ngác, ủa? Ủa? Chính ba bảo thả xuống sông mà. Trời, ngốc ơi là ngốc, về mà nói chuyện với tí. Thằng ba vẫn ngơ ngác chưa hiểu điều gì. Lúc này nó hơi ngờ ngợ, Con cá là buổi trưa, con cá là thả xong. Cái đầu mình chậm hiểu quá. Chẳng hiểu được gì cả. Hai chị em lủi thủi đi về, chân bước chậm chậm rụt rè, không biết phải nói thế nào để tí không giận. Về tới nhà, thằng ba nhẹ nhẹ tiến lại gần ba, nói lý nhí. Tí ơi, con không biết, tí đừng mắng con nha. Tí quay lại, không biết cái gì, không mắng cái gì. Cái thằng này nói xàm quá lại. Bảo chị mày nấu xong chưa? Tí đói bụng rồi. Thằng ba hoảng, miệng cứng đơ không biết nói gì. Chị hai lúc này lớn tiếng, Tí ơi, trưa nay không có món cá nào mà để ăn đâu. Tí trả lời, Con giỡn với tí à. Chị hai chỉ tay qua thằng ba, Chính thằng ba nó thả con cá xuống sông rồi tí à. Tí trợn mắt ôm đầu, Trời ơi, con cá của tôi. Con ơi là con. Thế là một buổi trưa không có gì ăn. Thôi mình ăn cơm với mắm đi tí ơi. Đến đây câu chuyện đã hết. Các bạn xem video có thấy câu chuyện vui không? Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn khỏe mạnh, vui vẻ, bình an. Tạm biệt các bạn, hẹn các bạn video kế tiếp.